Ở vũ trụ nọ có một cậu bé tên là Tôn Ngộ Độc, nổi danh là bá chủ One Shot, chúa tể múa keo. Tất cả những thứ muốn cản đường cậu đều bị đánh văng ra chuồng cá. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Tha nó ta sẽ to Tôn Ngộ Độc một bài học. Sẽ đưa nó vào một vũ trụ, nơi mà mọi kỹ năng của nó chỉ còn đúng cái nịch. Chị em có sao không, đứng dậy xem nào. Em không sao. Quay lại anh phủi lại đồ cho. Ủa, cái tay anh đây đây, găng tay của anh đây. À, cảm ơn em nhiều nha. Ơi Tôn Ngộ Độc, dừng lại cản bước ta xem nào. Hồi nãy gáy to lắm mà. Đánh người chạy đi, không ai đánh kẻ chạy đi, có võ thì bắt ta đi. Quẹn vật sinh sôi, trang phục mày lôi thôi, vũ khí thì củi dắt thì dễ. Gừng càng dài càng cay, chơi không hay thì đừng có gây đi. À, mày cứ chờ đấy, tao sẽ tặng cho mày một bài múa keo ly biệt. Nghĩ mới là đồng cô cầu vượt à, muốn vượt qua đây đâu có dễ. Bỏ mồm mỏi hết cái răng, mà sao anh gà chơi kỳ thế nhờ? Tại sao lại tạo ra khu vực nhà kính không bắn nhau được thế này? Hay là... có lẽ nào vũ trụ đang gửi cho chúng ta một thông điệp hòa bình. Ý nghĩa quá, em thấy xúc động quá anh Tha nó ạ. Anh cũng xúc động quá Tôn Ngộ Độc ơi. Em hiểu quá. Anh yêu em. Một vòng đảo thế kỷ, em ngồi đây. Anh ngồi đây. À! Cương ơi, cái gì thế này? Cương. Cuối cùng, Tha Nó và Tôn Ngộ Độc đã cùng nhau vượt qua 7, 7, 4, 9 kiếp nạn, kết nghĩa huynh đệ cùng nhau tiếp tục đến với những kiếp khổ tiếp theo. Còn bạn thì sao? Dù ngay cả cứng trải nghiệm mép mới, đào thế kỷ, để nâng tình cảm anh em, khám phá thử thách độc lạ và đạt thật nhiều buya nhé. Free Fire! Ngày mai có gì? Subscribe là biết!